mời cầu thủ Bùi Tiến Dũng sẽ có những lời chia sẻ cùng với quý đại biểu và toàn thể chúng ta. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng giữa các quan khách và kính thưa tất cả mọi người dân của Đức Thọ ở Diễm Ba tỉnh nói chung ạ. Thực sự thì khi em hạ cánh xuống sân bay Vinh thì em cảm xúc của em rất là bất ngờ và xúc động từ khi thấy mọi người lặn lội xa xôi ra để đưa em về thị trấn Đức Thọ, và đi dọc đường thì em không kiềm được cái cảm xúc của em, và về đến tận đấy thì em cảm thấy là không khí rất là tự hào vì mình được sinh ra ở mảnh đất rất là đáng quý. Và cảm ơn qua đấy thì cho em cảm ơn đầu tiên là có bố mẹ của em đã nuôi dưỡng em, là có em ngày hôm nay, và cảm ơn những người dẫn người luôn ở bên cạnh em ở Đức Thọ và Hà Tĩnh, là luôn động viên em và sát cánh cùng em những lúc em khó khăn và những lúc em có được ngày hôm nay ạ. Và thật sự thì đến bây giờ thì em không biết diễn tả được cảm xúc của em như nào nữa, nhưng em chỉ muốn nói là em cảm ơn tất cả mọi người ạ. Em cảm ơn tất cả các lãnh đạo của huyện và của tỉnh đã là cho em được buổi gặp mặt tất cả mọi người hôm nay ạ. Và em sẽ hứa sẽ cố gắng lấy lại cân bằng sau một mùa giải rất là tương đối thành công ạ. Và em xin hứa em sẽ cố gắng thân lăng được con ngoan của mảnh đất của thị trấn Phó Tỉnh ạ. Và sẽ tạo nên trong cảm xúc rất nhiều trong bóng đá Việt Nam. Những chia sẻ vô cùng chân thành và quý báu của Tiến Dũng đúng không ạ? Quý vị và các bạn thân mến, tất cả những người hâm mộ của chúng ta có mặt tại đây, chúng ta hãy cùng hô vào Bùi Tiến Dũng nào! Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Trong lúc tôi xin được hỏi trong số tất cả những cổ động viên hâm mộ Tiến Dũng ở đây, có ai muốn đặt câu hỏi với Tiến Dũng không ạ? Xin mời các bạn lên ạ. Tôi sẽ ưu tiên cho một bạn nữ. Vâng, xin mời bạn. Lên em ơi, lên em. Chào tất cả mọi người đang có mặt tại đây ạ. Cho em hỏi anh một câu là anh đã có người yêu chưa? Vâng, một câu hỏi rất chi là chân thật. Và bây giờ chúng ta cùng nghe những tâm sự lâu đời của Tiến Dũng được không ạ? Quý vị có đồng ý không ạ? Xin mời Tiến Dũng. Mình sẽ có ý định để thể yêu anh, yêu thương ai đó, nhưng mà anh Minh đang tập trung vào sự nghiệp được rồi. Một câu trả lời rất chân thành đúng không ạ? Và Tiến Dũng đang ấp ủ để xây dựng, để theo đuổi sự nghiệp của mình, để đưa nền bóng đá, góp phần đưa nền bóng đá của Việt Nam của chúng ta ngày càng tiến xa hơn khu vực châu lục của chúng ta. Vâng, tôi muốn nghe một tâm sự nữa từ phía các bạn cổ động viên Nam được không ạ? Ưu tiên cho một đàn năm nhí được không ạ? Cười đi.
khoái đấy nhỉ. Một cổ động viên nữ hâm mộ Tiến Dũng và có câu hỏi đặt cho Tiến Dũng là trong đội tuyển U23 Việt Nam thì em hâm mộ, em thân chơi thân nhất với cầu thủ nào? Trả lời câu hỏi của em gái thì ở đội U23 thì tất cả ai cũng là một thành viên trong một gia đình và ai cũng là thân thiết với nhau, nhưng mà thường thường thì ở lúc mà đi thi đấu thì thường thường chỉ có một phòng hai người được ban giám khảo sắp xếp và mình được được chọn là thân nhất là cầu thủ Lê Thanh Bình của câu lạc bộ FC Thanh Hóa. Bạn đã nghe rõ câu trả lời của Tiến Dũng chưa? Vâng, tôi tin là trong tất cả những cổ động viên hâm mộ Tiến Dũng của chúng ta có mặt trong quảng trường ngày hôm nay, các bạn còn rất nhiều tâm sự, rất nhiều những sẻ chia muốn chia sẻ cùng với Tiến Dũng đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta hãy cùng dành thời gian để đến với một ca khúc Niềm Tin Chiến Thắng qua sự thể hiện của Văn Tân. Tôi sẽ hát cho những niềm vui, những nỗi buồn. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lăn trên môi anh. Đừng khóc nữa em, đừng buồn nhé anh. Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiên lên dạng người. Tôi sẽ hát cho giọt nước mãi vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời. Dẫu có khó khăn thì mà tôi vẫn luôn tin rằng. Dẫu có đớn đau thì mà nơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng là đánh kết đưa ta đến cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta. Quý vị có thể hát chung bài hát này cùng Giang được không ạ? Cổ vũ Tiến Dũng nào quý vị ơi. Những cánh tay nào, những cánh tay quý vị đâu nào, lên nào. Đức Thổ ơi. Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên dạng người. Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt vẫn cháy trong tim. Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người. Hát về một ngày mai tươi sáng dạng người. Dẫu có khó khăn thì bà nơi vẫn luôn tin rằng. Dẫu ta đớn đau thì bà nơi hãy giữ một niềm tin. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nơi con tim yêu thương mọi người. Niềm tin đi giữa cuộc đời, niềm tin chiến thắng.
sớm mai trong tim mỗi chúng ta. Đang có một cháu bé đang khu vực lớp mày đang ở chỗ lớp mày. Xin mời thằng bé đến nhận cháu. Xin mời có một cháu bé đi ra trước cửa. Xin mời một cháu bé.